các bậc được dạy dỗ chúng con trở nên lời trái tim hay thương vô cùng, hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con, hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này. Hãy đưa chúng con lên thiên đàng, hưởng trái tim Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen. Trong giờ khấn lòng thương xót hôm nay, xin mọi người hợp ý cầu cho một gia đình, xin Chúa ban cho công ăn việc làm được ổn định, và xin cho được gia đình được mọi sự lành bằng an. Xin mời cộng đoàn mở sách hát trang 22. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khai trong hình bóng hiện thân. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khai nương mình dưới thế trần. Hồi tưởng xưa kia, Chúa đã hy sinh nằm thánh giá, lòng nhân ái bao la, còn chưa thỏa yêu thương. Mà nay Chúa đến, dương nỗi bao linh hồn bơ vơ. Này của nỗi quý giá, là mình mau thánh ngài, chúng con xin thành tâm mến yêu, chúng con xin thành tâm kính thờ. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khai trong hình bóng hiện thân. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khai nương mình dưới thế trần. Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin cùng với Đức Trinh Nữ Maria trung tâm tình tạ ơn Chúa trong ngày cuối tuần. Chúa đã thương chúc phúc gìn giữ quan phòng cuộc đời của chúng con, xin tiếp tục che chở, nâng đỡ và chúc phúc cho chúng con, cũng như chúc phúc cho tất cả những tâm tình ý nguyện của anh chị em xa gần đang hợp với chúng con giây phút này để khấn van lòng xót thương từ ái của Chúa. Xin hãy mở tâm trí chúng con, hầu chúng con có thể lắng nghe và hiểu lời của Chúa. Xin cho con biết lắng nghe lời ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy ngài, ngài muốn con làm chi? Lời ngài là sức sống của con, lời ngài là ánh sáng đời con, lời ngài là Chúa tràn hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời ngài đổi mới cho cuộc đời,
lời Ngài. Ngài hạnh phúc cho đời ai. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết. Nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau 3 ngày, hai ông bà gặp thấy người, và mẹ người bảo người rằng: "Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa, cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con." Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư?" Bấy giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth, và người vâng phục hai ông bà. Maria, mẹ người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Gia đình nào cũng có lúc phải đương đầu với những khủng hoảng, khó khăn. Gia đình thánh gia cũng không tránh khỏi. Tin mừng hôm nay cho thấy mẹ Maria hoảng hốt khi để lạc mất con. Khi phải đối diện với sự khó trong cuộc sống, chúng ta thường đổ lỗi hay to tiếng với nhau. Riêng đối với Đức Maria, mẹ đã thấu hiểu và dâng cho Chúa tất cả những nỗi khó khăn. Nhờ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa, noi gương mẹ Maria, chúng ta hãy sống đức tin trong sự vâng phục, hầu vượt qua những khủng hoảng phải đối diện ngay trong chính gia đình của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người trong gia đình chúng con cùng đi lên đền thờ với Chúa để tâm hồn chúng con được thánh hóa, được lắng nghe sự chỉ dẫn của chính Chúa, ngõ hầu đời sống của chúng con mỗi ngày đều bình an, hạnh phúc vì có Chúa. Amen. Lạy Cha, con ở trên trời, con nguyện danh Cha ca sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu ân lòng bà phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần và người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và tang xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết và sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh đồng cộng. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của
khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha
là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha
mình và mau linh hồn và thần tinh của con đất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô. Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Lạy Cha đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dầu tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mà dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn âm u mọi linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là Thiên Đàng, là Đấng Cứu Rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi,
Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con và giống như một danh y tốt. Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Đấng Thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng Chúa thương xót sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngày đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúa là đấng hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Xin cộng đoàn mở sách trang 76. Ngày thứ sáu, cầu cho các linh hồn. Lạy Chúa Giêsu. Ngày thứ bảy, cầu cho trẻ thơ và người bé nhỏ. Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy lòng thương xót, Chúa đã phán: các con hãy học nơi ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin trái tin từ bi Chúa che chở các linh hồn trẻ thơ cùng những linh hồn hiền lành và khiêm nhường. Các linh hồn ấy làm cho thiên đàng phải ngưỡng mộ, vì họ được Chúa Cha thương mến. Những linh hồn ấy như đóa hoa đầy hương thơm ngào ngạt dâng lên trước tòa Chúa, và Chúa rất hài lòng hương hương thơm dịu dàng đó. Lạy Chúa Giêsu, xin cho họ được ở trong trái tim từ bi Chúa luôn, để họ không ngừng ca ngợi tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn hiền lành và khiêm nhường. Các linh hồn trẻ thơ đã được che chở trong trái tim từ bi Chúa Giêsu, họ khiêm nhường giống như con Cha, và hương thơm nhân đức bay lên trước ngai tòa Cha. Lạy Cha nhân từ và lòng lành vô cùng, chúng con cậy vì tình yêu Cha dành cho họ. Để nài xin Cha chúc lành cho toàn thể thế giới, hầu chúng con được ca tụng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen. Này con là đá, trên viên đá này ta xây giáo hội muôn đời kiên trụ. Này con là đá, Satan sức hồn mưu ma vẫy vùng không làm chiến rung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quần thù, đừng trao người cho ác tâm quần thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ.
Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện về rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa Đa Cho để nhờ công đức đức tin của người dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã trao cho tất cả các dân tộc cho con yêu quý của Chúa. Xin Chúa kết hợp các dân tộc vào hội thánh Chúa để những ai đi tìm ánh sáng chân lý được xứng đáng đạt tới Chúa là Thiên Chúa chân thật và duy nhất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đây niềm tin vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin ngủ lại, nếu giác quan không cảm thấy gì, dâng về Chúa Cha và Con Chúa lời tán dương mừng chúc vang hòa, cùng vinh phước quyền uy danh giá từ khói trầm bay tỏa ngát hương, để Thiên Chúa Thánh Linh nhận hậu cô tán dương cảm tạ suốt đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con biết tích mình và mau thánh Chúa, để chúng con đời đời thương nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sống kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệp thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng và mở sách hát trang 34. Hãy đem tình tu trên trời mà biết ơn người cho đời, và xem cát biển để hiểu người thương ta. Người thương ta muôn ngàn năm rất xa, thuở muôn loài chưa thành trong cõi đời. Chính người mở cho ta đất trời miền bao la. Người thương ta tháng năm qua tình vẫn bao la, đến muôn đời tình chẳng phai nhòa. Người thương ta như mùa xuân mãi ươm hoa. Nguyện dâng cha trái tim con tình nghĩa phôi phai, muốn đáp đền nào có chi đền, thì xin theo muôn lối mở tình yêu. Người đã giăng cánh chim bằng êm ái như là phượng hoàng, dù con bé nhỏ muôn nẻo đường dương gian, đường nguy nan qua vực sâu núi cao, chẳng nơi nào không tình sâu nghĩa này. Tháng ngày ở bên cha, đất trời tỏa hương hoa. Người thương ta tháng
năm qua tình vẫn bao la, đến muôn đời tình chẳng phai nhòa. Người thương ta như mùa xuân mãi ươm hoa. Nguyện dâng cha trái tim còn tình nghĩa phôi pha, muốn đáp đền nào có chi đền, thì xin theo muôn lối mở tình yêu. Chúng con cởi vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mà Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.